Lữ đoàn 679 vùng 1 Hải quân là đơn vị được trang bị tổ hợp tên lửa có tầm bắn xa của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây là vinh dự, song cũng là thách thức lớn đối với cán bộ chiến sĩ lữ đoàn. Trước yêu cầu làm chủ vũ khí, khí tài, có độ tin cậy cao, phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Một buổi huấn luyện của đội hỏa lực lữ đoàn 679 vùng 1 Hải quân. Sau khẩu lệnh triển khai hệ thống xe bệ của phó đội trưởng đại úy Nguyễn Khắc Trọng, các vị trí chiến đấu của mỗi kíp xe nhanh chóng về vị trí triển khai một cách thuần thục và chính xác. Ở những buổi huấn luyện như thế này, trung úy Đỗ Công Chính, phân đội trưởng phân đội 1 đội hỏa lực cùng kíp xe sẽ được bồi dưỡng về kỹ thuật chuyên ngành tên lửa theo cương vị chức trách, đi sâu vào những nội dung mới, nội dung khó và nội dung còn yếu. Ban đầu từ huấn luyện, từ lý thuyết đến thực hành, mọi quân nhân nắm chắc được tính năng, kỹ chiến thuật của vũ khí trang bị mình đảm nhiệm. Từ đó mới được thực hành trực tiếp trên vũ khí trang bị kỹ thuật và qua đó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Còn đây là khoa mục nâng cấp cầu nạp tên lửa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nội dung này cũng được chỉ huy lữ đoàn chú trọng và thường xuyên luyện tập. Đây là nội dung không mới đối với mỗi đơn vị tên lửa bờ, nhưng với lữ đoàn 679 là một thành công và duy trì làm chủ. Bởi 34 năm qua, không có sự hỗ trợ của chuyên gia, nhưng bằng những nỗ lực, lữ đoàn đã làm chủ trang bị, duy trì tốt hệ số kỹ thuật. Bằng những nỗ lực không ngừng, lữ đoàn đã thực sự làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, duy trì tốt hệ số kỹ thuật, yếu tố nhân lực vẫn là quan trọng nhất. Sau đó là đổi mới tổ chức phương pháp huấn luyện với phương châm thực sự thực tế, sát với vũ khí trang bị hiện có, sát với chiến trường và cách đánh của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Với sự nỗ lực không ngừng trong làm chủ và duy trì hệ số kỹ thuật, lữ đoàn 679 đã bắn trúng mục tiêu ở đợt kiểm tra bắn đạn thật vừa qua, khẳng định hướng đi đúng của đơn vị trong đổi mới công tác huấn luyện, khẳng định sức mạnh chiến đấu của lữ đoàn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.